Bắt giữ gã đàn ông làm chuyện thất đức đối với người bán vé số. Đối tượng thừa nhận đã cướp giật vé số nhiều lần đối với người lớn tuổi đem bán để lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Ngày 15 tháng 3, Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Thanh Vũ, sinh năm 1983, ngụ thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, chiều ngày 13 tháng 3, ông Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1956, ngụ phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, đến Công an phường Núi Sam trình báo việc ông bị một người đàn ông cướp giật hết vé số. Theo đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, trong lúc ông Vinh ngồi xe lăn bán vé số tại khu vực khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, một người đàn ông đến giả vờ mua vé số rồi cướp giật của ông 96 tờ vé số. Đến sáng ngày 14 tháng 3, Công an phường Núi Sam phối hợp cùng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Châu Đốc xác định Vũ có liên quan đến vụ giật vé số này nên bắt giữ. Tại cơ quan công an, Vũ thừa nhận đã cướp giật vé số của ông Vinh đem bán được 790.000 đồng. Ngoài ra, còn cướp giật 118 tờ vé số của người lớn tuổi khác rồi đem bán được 944.000 đồng. Số tiền này, Vũ tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng.